1, 2, 3 nữa nè. 4 với 3 là 7. 7 rồi, là 8 nè. 8, 8 với cái chùm này, 8 là 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 trái. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang ngồi cạnh cây hồng sô-cô-la nha bà con, còn gọi là cây hồng đen nè. Cây đang cho trái. Đây ha, đây là những cái trái hồng đây. Cây trái rất là sai. Cái chùm này là 2 trái rồi nè. Rồi trên kia nữa kìa. Đây, một cây này là nó khoảng hơn 20 trái nha bà con. Đó. Trái hồng đen sô-cô-la. Dạng trái tròn nha, cái này là trái tròn ha. Cây trước màn hình với bà con chúng ta, đây là cây này là 2 năm tuổi rồi nha. 2 năm tuổi mà cho trái 2 lượt rồi. À, đây, đây là những trái hồng đây. À, trái tròn tròn nè, đây nữa nè. À, nhìn nó rất là cưng ha. Hồng sô-cô-la thì quý bà con chúng ta trồng nó cho trái rất là sớm nha. Đây nữa nè. Chúng ta mà trồng đất á, như vậy nè, nếu như chúng ta chăm sóc tốt á, tầm khoảng là 1 năm thì chúng ta bắt đầu để trái được rồi. Nó sẽ ra trái tự nhiên luôn ha, chúng ta không có cần can thiệp làm trái gì hết. Nó có lùm lùm ở dưới đây nữa nè. Nó cũng giống như măng cụt vậy ha bà con, nó lùm lùm ở trong cái lá như vậy nè. Đó, bên đây nè. Đây nữa nè. Ồ, quá chừng trái luôn. Ồ, trên đây nữa. Hồng sô-cô-la thì ở trong ruột thì nó sẽ màu đen nha bà con. Ở trong ruột thì nó sẽ màu đen. Cái vỏ bên ngoài thì nó màu xanh giống như vậy nè ha. Hình thức trái đây. Khi trái nó còn sống giống như vậy, chúng ta nhìn nó giống như trái cà chua vậy ha bà con. Trái cà chua vậy đó. Khi nó chín lại thì nó sẽ chuyển thành cái màu hơi vàng hơn một tí xíu nha. Ở trên bên trong này nè, ăn nó rất là dẻo nha bà con. Nó rất là dẻo và nó rất là mịn luôn. Ăn thì nó sẽ ngọt nhẹ. Ngọt nhẹ tức là ngọt vừa, không có quá ngán nha. Chúng ta cũng có thể làm lấy cái hồng sô-cô-la này nè, rồi chúng ta bỏ sữa vô ha. Bỏ sữa vô, bỏ thêm tí xíu đường nữa, chúng ta sấy lên hoặc là chúng ta đánh lên, chúng ta ăn ha, giống như dầm bơ vậy hết bà con. Ăn nó rất là ngon nha. Hoặc là chúng ta lấy bánh mì sandwich á, chúng ta cắt ra, chúng ta lấy một miếng hồng sô-cô-la này nè, chúng ta chét lên ha, chúng ta bỏ thêm tí sữa nữa, ăn rất là ngon nha bà con. Bạn này thì chúng ta cũng có thể là chế biến được nhiều loại khác nhau nè. Ăn nó cũng rất là giàu dinh dưỡng nha. Hồng sô-cô-la. Cây đang cho trái luôn. Ở trong vườn này thì trồng được vài cây nha bà con. Cây nào nó cũng cho trái rất là mê. Dưới đây nữa nè. Nhưng mà chưa có chín. Khi trái hồng này nó chín á, quý bà con chúng ta nhìn ngay chỗ cái mắt này nè, ngay chỗ cái cuốn này nè, nó hở lên nha bà con. Nó hở lên và nó sẽ chuyển màu lại. Rồi, Ly sẽ đi cây tiếp theo cho quý bà con chúng ta cùng xem nha. Cây độc lạ nha bà con. Trồng sớm cho trái. Chúng ta cũng có thể là trồng đất được, hoặc là chúng ta cũng có thể là trồng chậu được luôn. Thì bên Ly có bán cây nhỏ nữa. Cây nhỏ thì bên Ly đang bán với cái giá là 300 ngàn trên một cây nha bà con. Cây hồng đen sô-cô-la. Đây, tới cái cây này đây. Cây này quý bà con chúng ta nhìn trái nó còn mê hơn nữa nè. Cây này dạng như cái lá nó ít á, nên cái trái nó hơi vàng vàng nè. Nhưng mà trái nó rất là sai. Cây này 1, 2, 3, 4. Chùm này là 4 trái rồi nè. Đó, quý bà con chúng ta thấy không? Đây 2 trái, đây 2 trái là 4. 4 ở dưới đây 3 trái nữa nè. Đó. Đây. 1, 2, 3 nữa nè. 4 với 3 là 7. 7 rồi. Là 8 nè. 8. 8 với cái chùm này. 8 là 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 trái. Chỉ có một cành này thôi mà 15 trái rồi dưới này nữa nè. 15. 15 là 18. 18, 19, 19, 20. Ở ngoài này có không? Cái nhánh này có không? Không có. 20 rồi nha bà con. 20, 21 nè. 21, 22. 22 trái. 23. À, chỉ có một cành cấp nhỏ vậy thôi. Cái cây này nó có lép một bên tàn nha bà con. Đó, là 23 trái nè. Quý bà con chúng ta nhìn thấy mê không ạ? Chúng ta để trên cây như vậy, chúng ta chín ăn từ từ ha. À, cây cũng rất là độc lạ nha bà con. Cô chú anh chị này, chúng ta thích trồng hồng nè, thích sưu tầm ha, thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình nha. Bên Ly có cung cấp về giống hồng đen sô-cô-la này. Trái nè, trái to nè. Những cái trái này là trái nhỏ thôi nha, trái nó còn to nữa nha bà con. À, khi nó chín thì cái này nó hở lên ha, nó hở lên và nó chuyển thành màu giống như màu hơi sậm hơn một tí xíu nữa. Đây, đây là cái lá đây ha. Trái tròn nha, bên Ly đang cung cấp là cây hồng đen sô-cô-la quả tròn giống như vậy ha bà con. Rồi, ngày hôm nay Ly chia sẻ về giống hồng đen sô-cô-la. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn và trả lời cho quý bà con chúng ta nhanh hơn nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.